bánh bao to khay 400 x 400, loại 5 khay, bánh rửa ra 2 lớp rất chắc chắn này, răng chi cồn chín này, 5 tầng các bạn nhé. Ô nước này, 2 thanh nhiệt đốt này, công suất của tủ này là 2000W rồi nhé. Mình ra năm mới ra loại tủ mới nhá, tủ to phục vụ cho những nơi bán đắt hàng nhá. Tủ này có 2 loại, một loại tủ không sấy và loại tủ có sấy nhá. Có bánh xe, có tay đẩy này, kính dày 8 ly này, kính dày 8 ly này, mẫu mã mới của năm 2023 nhá, rất chắc chắn nhá, bên mình sản xuất nhá. Cửa rất tay nắm này, đóng rất chắc chắn này, cài chắc chắn này, anh em liên hệ nhập buôn nhá.